Video này mình sẽ dành cho bạn nào thích loài ngựa và muốn vẽ một bức tranh đẹp về ngựa. Cách của mình hướng dẫn thì vẫn như mọi khi, vô cùng đơn giản và dễ dàng thực hiện cho các bạn. Ngựa là một loài vật hết sức gần gũi với chúng ta, từ phim ảnh cho đến đời thực. Từ hàng ngàn năm nay thì người ta đã sử dụng ngựa để tham gia các cuộc chiến tranh, vận chuyển hàng hóa, để sử dụng làm thực phẩm. Rất nhiều đế chế đã trở nên hùng mạnh nhờ con ngựa, ví dụ như đế chế của Mông Cổ, La Mã và nhiều đế chế khác. Và cũng vì lý do đấy thì trong lịch sử có rất nhiều các con ngựa nổi tiếng và đã trở thành huyền thoại. Con ngựa thì mang trong mình một vẻ đẹp, nó vừa mạnh mẽ lại vừa uyển chuyển. Vẽ ngựa thật ra nó rất dễ các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một con vật phổ biến là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó là cái loài động vật mà cái lông nó ngắn, thì cái việc thể hiện các khối cơ bắp trên cơ thể nó rất dễ dàng. Và khi chúng ta lên được cái sáng tối của cái cơ bắp ấy, thì bức tranh trông nó sẽ rất đẹp. Chứ nó lại không khó vẽ như một số cái con vật mà có cái bộ lông dày. Thì dành cho các bạn nào chưa biết thì mình đã có một video riêng giới thiệu về cách vẽ mà mình đang thực hiện ở trong video này. Đó chính là cách vẽ xây dựng hình vẽ một con vật ban đầu từ cái khung xương, mô hình cái bộ xương của nó. Thì chính trong cái clip hướng dẫn đấy thì mình đã trình bày rất rõ cách để dựng hình một con ngựa. Do đó trong video này mình sẽ không nói chi tiết về cái phần dựng hình đấy nữa. Các bạn có thể quan sát trên video và có thể xem lại cái video trước mà mình đã làm. Khi vẽ thì các bạn nên tập trung chú ý vào những cái đặc điểm sau. Ở con ngựa thì nó có một cái cổ rất dài, một khuôn mặt dài và những đôi chân thon nhỏ, nhìn trông rất mảnh khảnh. Ngoài ra thì phần bờm và phần đuôi cũng cần được chú trọng. Nếu các khối cơ bắp đem lại sự mạnh mẽ cho con vật thì phần bờm và phần đuôi chính là thứ tạo nên sự uyển chuyển cho một con ngựa. Sau khi dựng hình xong thì cái phần công việc mình thường làm đó là sử dụng bút chì 2B hoặc 3B đánh chì toàn bộ tất cả các phần của con vật. Sau đấy dùng tăm bông hoặc dùng bông để di lại cho nó mịn, cho nó mượt mà. Đấy là cái bước mình thường xuyên thực hiện ở trong tất cả những bức tranh mình vẽ về động vật, mình đều vẽ theo cái kiểu như vậy. Cái thứ hai nữa là các bạn sẽ cần phải phác thảo các phần cơ bắp ở trên cơ thể con vật. Như các bạn nhìn thấy trên video thì mình phác thảo những phần cơ bắp này rất đơn giản. Các bạn có thể thực hiện cái công việc này sau khi dựng hình xong, hoặc là sau khi đánh chì 2B, 3B xong cũng đều được cả. Cái việc làm tiếp theo sau khi các bạn đánh chì 2B, 3B và vẽ cơ bản các phần cơ bắp, đó chính là các bạn sẽ sử dụng bút chì có độ đậm lớn hơn, ví dụ như 5B hoặc 6B, các bạn tô lại những phần tối trên cơ thể con vật. Ví dụ như ở trong con ngựa này thì các bạn có thể thấy là phần hai cái chân khuất đằng xa kia nhé, ở bên kia cơ thể con vật ấy, thì hai cái phần chân đấy sẽ tối, phần bụng sẽ tối và sắc độ đậm của chì sẽ giảm dần từ phần bụng cho đến phần lưng. Bởi vì toàn phần thân trên con vật, phần lưng thì sẽ được ánh sáng chiếu sáng, do đó cái phần đấy chúng ta không tô đậm. Những chỗ tối khác thì có thể kể đến, như ở đây là ở dưới cái phần quai hàm, ở dưới là cũng tối, rồi là cái phần ở dưới các cơ bắp, những cái chỗ lõm vào của cơ bắp ấy, thì những cái phần đấy nó cũng tối. Ở cái phần cổ thì mọi người chú ý là cái cổ thì phần cuống họng ấy, thì cổ họng nó sẽ nổi bật lên. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái viền tối từ phần ngực của con vật lên đến phần hàm của con ngựa. Về phần đầu con ngựa đây thì mình sẽ hướng dẫn riêng các bạn. Thì ở phần này thì các bạn trước hết là các bạn phải tạo được đường nét cái khuôn hình của khuôn mặt con ngựa. Vị trí của mắt sẽ nằm ở vị trí 1/3 chiều dài của khuôn mặt, tính từ đỉnh đầu đổ xuống. Thì phần hàm của con vật thì sẽ phồng lên và có dạng bo tròn.
Ngoài ra cách vẽ thực hiện thì mình vẫn sẽ đánh chì 3B toàn bộ. Vẽ mắt các bộ phận rồi là tô đậm phần mũi. Rồi dùng bút chì 5B, 6B để tô lại những cái vị trí sáng tối. Thì cơ bản vẫn tương tự như phần thân thôi. Thì sau đấy thì mọi người cũng di chì toàn bộ. Quá trình di chì thì các bạn chú ý là di nó thật đều tay để cho cái lớp chì nó thật mịn. Sau đó dùng cái tẩy sét để tẩy lại những cái vị trí sáng trên khuôn mặt. Đấy. Sau khi chúng ta đánh chì xong, chúng ta dùng cái tẩy sét chúng ta đánh cái phần sáng trên khuôn mặt của nó sẽ rất dễ dàng. Thì quá trình đánh sáng thì mọi người chỉ cần chú ý trên cái ảnh mẫu của chúng ta. Chúng ta có thể vẽ theo một ảnh mẫu thì thấy chỗ nào sáng thì mọi người cứ dùng cái tẩy sét để mọi người đánh sáng nó đi thôi. Sau khi hoàn tất các công đoạn trên thì các bạn sẽ dùng bút chì 4B để các bạn tô lại tất cả các đường nét trên cơ thể của con ngựa. Cùng với đó là quá trình chỉnh sửa, thấy những chỗ nào nó chưa hợp lý, chỗ nào chì nó bị lem, chỗ nào mình đánh tối sáng nó chưa đậm, hoặc là mình đánh chì nó chưa mịn, chưa mượt màng thì mọi người có thể sửa lại. Về phần đuôi và phần bờm thì các bạn vẽ giống như khi vẽ tóc người. Ở đây thì sẽ dùng bút chì bấm 2B ngòi cỡ 0,5mm để đánh. Thì quá trình đánh thì các bạn đánh đều tay, nét vẽ tự nhiên. Nhớ uốn cong theo các đường gợn sóng trên phần đuôi hoặc phần bờm của con ngựa để cho nó tăng cái độ mềm mại. Thì quá trình vẽ thì nói chung là cũng tương đối là đơn giản. Thì mọi người chỉ cần chú ý là chúng ta thực hiện nó đều tay, nhẹ nhàng, cũng không có gì làm vội cả. Đối với các phần cơ bắp này thì mọi người, cái phần viền của cơ bắp thì mọi người đánh tối, các viền, các kẽ của cơ bắp ấy. Còn giữa các bó cơ thì các bạn để sáng, như thế nó sẽ rất nổi bật. Như con ngựa này mình nói từ đầu mình bảo dễ vẽ, bởi vì sao? Bởi vì là cái thứ nhất là trên kênh của mình đã có rất nhiều video hướng dẫn vẽ con ngựa. Cái thứ hai là nó dễ ở chỗ là chỉ cần đánh tối sáng một chút thôi, các bạn đã nhìn thấy nó rất nổi bật. Để mình nghĩ xem còn điều gì mà chưa truyền tải đến các bạn nhỉ? Thì còn phần chân nữa. Các bạn chú ý là cái phần gióng chân của ngựa nó rất dài, nên khi dựng hình thì các bạn chú ý đến tỷ lệ của cái chân này nó phải dài. Hai nữa là nó thuôn nhỏ từ trên xuống dưới, nhìn nó rất mảnh khảnh. Nội dung của video đến đây thì cũng gần kết thúc. Thì nếu như có các bạn nào mà theo dõi kênh của mình từ đầu đến bây giờ và chịu khó xem cái clip mà mình hướng dẫn vẽ chi tiết cách dựng khung hình của con vật từ một cái bộ xương chẳng hạn. Cái clip mà mình đấy mình sẽ để dưới mô tả. Thì khi thực hiện cái video này hoặc vẽ con vật này, các bạn sẽ thấy nó vô cùng đơn giản. Đây mình nói thật sự là như vậy. Chỉ sợ là ông nào xem thoáng qua mà không nghe kỹ, không xem những cái video trước của mình ấy, mà vào phán bừa là chỉ sợ là như thế thôi. Chứ còn nếu bạn nào chỉ chăm chỉ xem clip đấy một lần và thực hiện theo là đến tầm này thì vẽ ok. Hoặc nếu bạn nào mà xem theo dõi kênh của tôi từ đầu thì từ những cái video đầu tiên ý, thì đến bây giờ có lẽ là cái trình độ vẽ nếu không được như này thì cũng phải được đến 78% như thế này. Thôi nói mãi thì cũng rông dài. Có gì khó khăn thì mọi người cứ comment, để dưới comment cho mình. Thì mình sẽ xem và sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của mọi người. Nếu thấy cần thiết thì mình có thể thực hiện một video nữa để hướng dẫn chi tiết những cái khúc mắc của mọi người, hoặc là những cái chỗ mà mọi người thực hiện cảm thấy nó khó khăn. Mọi người đừng ngần ngại, mình sẽ sẵn sàng đáp ứng cái điều đấy. Còn bây giờ mình xin phép được chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Nếu mọi người thấy cái video này có ích cho bản thân mình, hoặc đem lại kiến thức nào đó, hoặc một kỹ năng nào đó cho các bạn, thì đừng ngần ngại, hãy để lại cho tôi một sub và like nhé các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn.